mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô mò nào. Tiếp tục tô mò nhé.
Vậy tôi mở sau nhé con. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tô mò nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nhé các bạn. Vậy xem mình cái thùng này. Xin chào các bạn, mình gặp xin nhà anh kia phải mua 13 thì một xanh ba mắt đấy, đặc cấp đấy. Xin em đưa vào khi nói ta xin khờ đừng để nước mắt xuân hoài
biết hết à? Anh đang bị ngon. Biết à? Xình hóa. Cái gì anh biết đấy. Xình hóa luôn. Đố biết. Vậy tôi mò sang